Rồi chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ mở hộp review cái tai nghe Bluetooth không dây M10+ nha. Bản này là bản 6 giờ nha các bạn. Rồi mình sẽ mở hộp bên tai nghe, bên trong là một chiếc tai nghe nha. Kèm theo đó là một cái cáp sạc và những cái nút để mình thay thế cho cái tai nghe nha các bạn. Cái nút chụp tai nghe. Đây là hai cái tai nghe của mình nha các bạn. Đây, hai tai nghe nè. Đó, khi mà mình nhấc lên đó là bên đây nó có sẽ đèn nó sẽ hiển thị lên nha. Đó, đèn nó vòng vòng này nè. Rồi đây là cái đốc sạc, đốc sạc của tai nghe. Rồi mình sẽ bóc siêu nữa nha. Đây, đây cái tai nghe mình nha các bạn. Đó, ở đây là cái cổng sạc nha các bạn, cổng sạc micro và cổng sạc đôi micro và cái này là cái cổng USB này là mình sẽ sạc cho điện thoại được luôn nha, mình cắm với điện thoại là mình sạc được luôn. Rồi đây là hai cái tiếp xúc để mình sạc, hai tiếp xúc nha các bạn, hai tiếp xúc đó. Khi mình để lên nè, để lên thì đèn nó sẽ sáng lên nha. Đó, đèn ở trong cái đốc nè. Đó, nó sáng pin nè, nó đang nạp pin nè. Đó. Cái này nó đầy pin nè. Đó, nó cũng hiển thị lên nè. Đó. Hai cái led này mà hiển thị led. Giữa là phần tâm pin. Đó. Rất là nhỏ gọn nha. Bản này là bản 8 giờ nha, 8 giờ là mình xài liên tục khoảng 8 đi 6 giờ chứ, khoảng 6 giờ nha các bạn. Khoảng 6 giờ, xài liên tục 6 giờ. Đó, khi mình xài xong rồi hết pin thì mình bỏ vô cái đốc này mình sạc thôi. Cái đốc này mình sạc tới sạc lui khoảng 3 đến 4 lần. 3 4 lần cái này, cái tai nghe này các bạn. Rồi sau đó là mình cái đốc nó hết pin thì mình sẽ sạc ngay bằng cái này. Thì mình thấy cái phiên bản này thì nó nâng cấp hơn cái bản M10 bản đầu tiên nha. Đó. Đó đèn xung quanh cái viền nè. Sáng lên nè, đó, bảy màu rất là đẹp nha. Thì mình đeo ban đêm là rất là đẹp luôn. Thì cái tầm giá này phải dưới 100 cành á. Này mình mua ở trên TikTok là khoảng 70 cành nha các bạn, 70k thôi. M10+ nha. Còn để ý là cái M10+ và M10 thường á là cái bản led khi mà mình sạc á nó sẽ chạy khác nhau nha. M10+ thì nè, cái bản led sạc nè, nó chạy bằng cái đường dân nè. Còn kia là nó hiển thị cái phần mất pin đó các bạn. Đó, nó khác nhau nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video review tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.